Mình chuẩn bị đi chơi nha. Có cái xăng còn không anh ơi? Hả? Có cái xăng còn không á? Còn chút xíu. Đang bơm xăng á. Ấy cái thang là gì đang trả nha? Hả? Ở đâu trên cái đầu máy xe mà có cái bọc vậy? Ở này chắc đổ rác rồi nó qua cái gì. Thôi lấy coi. Ô. Tiền. Để không nè. Tiền. Quá trời. Nó để đây rồi quên làm gì vậy? Oh man. Wow, tiền không. Wow, nhiều đó nha. Nhiều okay. Đó nha. Chào. Này chào. Wow, tiền 50 không? Mới to luôn. Mới luôn. Ô, cái này cái gì? Thôi không đâu. Ô anh ơi tiền giả. Ồ nó in trên đây. Tiền giả nè nha. Đúng rồi nó tưởng on này. Rồi lý do gì? I don't know. Ô bỏ vô gọi cảnh sát liền đi. Thôi bỏ vô gọi cảnh sát đi. Phải gọi chứ. Dạ gọi cảnh sát đi. Cái này không có bình thường rồi. No. Hên đó mình dỡ xe chứ nếu không mình đem trả xe á. Nó nói đây này của mình á. Cuộn lại thôi, cuộn lại bình thường để nó thôi. Dạ thấy ở đâu để đó. Oh my god. Hên em đang quay phim ha. Ý da. Lần đầu tiên trong đời. Ồ ghê thiệt nha. Nhiều á, có mấy trăm đồng á. Rồi gọi cảnh sát đi. Ồ ở cái này là xe mình mướn nha, xe mướn ở phi trường nha. Yes. Rental car. Correct.